coi. Rất là dày, 3 lớp mọi người ạ. Rất là dày dặn và 3 lớp. Mày khùng. Khẩu trang tao 4 lớp, 5 lớp, 3 lớp mà dày. Không, mà chắc cũng hơi dày. Tại vì có cái 1 lớp. Rồi cũng được đi. Để coi. Vậy nha mọi người nha, em chỉ like tạm như vậy cho mọi người xem thôi. Like mình like tạm. Like tạm là mình không được mua mà mình phải mua tạm hơn. Thì like thì bán luôn đi, tự nhiên like tạm. Like tạm là sao ta? Là có bán không? Like tạm thôi chứ chưa có bán. Nhưng like khoe thôi, có khẩu trang là like khoe thôi chứ không có bán. Vậy vô hỏi thì giá thử. Vô duyên, ừ để coi giá nè. 1.150.000 một hộp 50 cái em ạ. Trời ơi. 1.150.000. Trời ơi, khẩu trang 1 triệu là có thiệt hả mày? Hồi nãy mày muốn mua cái nhẫn vàng bao nhiêu tiền? Cái này có 800 hả? Cái nhẫn vàng 800, cái hộp khẩu trang 1 triệu. 1.150.000. Ăn đứt cái nhẫn của tao. Trời ơi, nó bán khẩu trang cho bán vàng vậy đó. Mày bán khẩu trang là mày bán vàng nè, cái khẩu trang này nè. Cái khẩu trang bình thường á, cái khẩu trang tao lấy tao chùi đít ra mà 1.150.000. Tao coi tao làm gì đây? Vậy nha mọi người nha, mọi người có nhu cầu thì inbox cho em nha. Inbox kìa. Nhu cầu inbox. Ai nhu cầu inbox đi thôi, thôi không có nhu cầu. Ai rảnh inbox mày. Giờ bán chiếc nhẫn chưa mua được cái hộp khẩu trang để chở đó. Bán khẩu trang hay là bán dành? Thấy mày tức á nè. Kỳ mày sao vậy? Ai có nhu cầu inbox. Không có ai có nhu cầu hết đó bạn. Không có ai có nhu cầu mà mua một cái hộp khẩu trang mà 1.050.000 đó bạn. Tức quá à. Nó mắc thiệt tình hay là sao vậy? Nó xịn thiệt hay là nó xạo vậy? Khẩu trang giác vàng. Ừ, chỉ có giác vàng. Vàng 800 tức quá. Vàng 800.000 ừ. Khẩu trang 1.150.000. Ừ, tao tưởng tao sang đó. Thấy mà tao tức á. Ai nhờ. Ê. Nè, ai ai có nhu cầu inbox đi. Ai có nhu cầu inbox bây nè. Giờ đeo vàng không sang bằng đeo khẩu trang mà. Ừ. Vậy là bây giờ ra đường không phải đeo vàng chứng tỏ thượng lưu nữa. Phải đeo khẩu trang. Nhớ chưa? Mua khẩu trang đeo, đừng có đeo vàng. Tất á. Ai có nhu cầu inbox, 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 tỉnh ra nè. Bóc nè, bóc nè, bóc nè, bóc nè, nè. Chịu 150.000 nha mọi người. Chịu không 150.000. Like tạm thôi đó.